Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài hàm số liên tục. Chúng ta đi vào phần 1, hàm số liên tục tại một điểm. Ta có định nghĩa như sau. Định nghĩa 1. Cho hàm số y bằng f(x) xác định trên khoảng AB và f0 thuộc khoảng AB. Hàm số y bằng f(x) được gọi là liên tục tại f0 nếu lim f(x) khiết dừng f0 bằng f(x0). Hàm số y bằng f(x) không liên tục tại f0 được gọi là gián đoạn tại điểm đó.
Như vậy, từ định nghĩa, ta suy ra hàm số y bằng f(x) liên tục tại điểm x0 cần thỏa mãn các điều kiện nào? Các em thử suy nghĩ xem. Chúng ta chú ý, hàm số y bằng f(x) liên tục tại x0 nếu đồng thời thỏa mãn cả 3 điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất, f(x0) tồn tại, nghĩa là hàm f(x) xác định tại điểm x0. Điều kiện thứ hai, đó là lim f(x) khiết dần với x0 tồn tại. Điều kiện thứ ba, là lim f(x) khiết dần với x0 bằng f(x0). Từ đây ta suy ra, nếu một trong ba điều kiện trên không thỏa mãn thì hàm số y bằng f(x) gián đoạn tại điểm x0. Như vậy, từ nay trở về sau, khi gặp bài toán xét tính liên tục của hàm số tại điểm x0 thì ta lưu ý phải kiểm tra đồng thời cả ba điều kiện ở trên. Chúng ta đi vào ví dụ 1, xét tính liên tục của các hàm số sau tại x bằng 2. Câu A, f(x) bằng x bình. Câu B, f(x) bằng x bình cộng x trừ 6 chia x trừ 2 nếu x khác 2 bằng 5 nếu x bằng 2. Ta có lời giải như sau. Câu A, bước đầu tiên ta tìm tập xác định. Thì đối với hàm số ở câu A, tập xác định là R. Thì rõ ràng số 2 là thuộc tập xác định, cho nên F2 tồn tại, ta tính F2. Thay vào công thức, F2 bằng 2 bình bằng 4. Ta qua điều kiện thứ hai, đó là tính lim f(x) khiết dần về 2. Thì ta thấy lim f(x) khiết dần về 2 sẽ là lim của f(x) bình khiết dần về 2 cũng bằng 4. Ta kiểm tra điều kiện thứ ba, đó là lim f(x) khiết dần về 2 có bằng f(2) không? Thì ta thấy hai kết quả này bằng nhau. Vì vậy hàm sẽ liên tục tại x bằng 2. Tương tự đối với câu B, ta tìm tập xác định của câu B, D bằng R. Ta kiểm tra điều kiện thứ nhất, đó là F2 có tồn tại không? Thì 2 là thuộc tập xác định, cho nên F2 tồn tại và ta tính được F2. Theo công thức của câu B, khiết bằng 2, F(x) bằng 5, như vậy F2 bằng 5. Ta kiểm tra điều kiện thứ hai, đó là lim f(x) khiết dần về 2 có tồn tại không? Thì ta tính lim f(x) khiết dần về 2. Ta lưu ý khiết dần về 2 nghĩa là x khác 2, cho nên ta dùng công thức x bình cộng x trừ 6 chia x trừ 2. Thay vào thì ta được lim x bình cộng x trừ 6 chia x trừ 2 khiết dần về 2. Đối với giới hạn này, khi ta thấy 2 vào cả từ và mẫu thì kết quả đều là số 0, tức giới hạn này thuộc dạng 0/0 đã học ở tiết trước. Vì vậy ta phân tích từ thành những từ. Thì từ là tam thức bậc 2 có hai nghiệm là 2 và trừ 3, nên ta phân tích thành x trừ 2 nhân x cộng 3. Đến đây ta rút gọn x trừ 2 thì ta được lim x cộng 3 khiết dần về 2 và kết quả bằng 5. Ta kiểm tra điều kiện thứ ba, đó là lim f(x) khiết dần về 2 bằng f(2) không?
thì rõ ràng hai kết quả này đều bằng 5, vì vậy chúng bằng nhau, do đó hàm này sẽ liên tục tái bằng 2. Ta đi qua ví dụ 2. Xét tính liên tục của hàm số tái bằng 1 với hàm số fx được cho bởi công thức fx bằng x bình cộng 1 nếu x bán bằng 1 và bằng x trừ 1 nếu x lớn 1. Ta có lời giải như sau. Bước đầu tiên ta tìm tập xác định thì hàm này có tập xác định là R. Vì vậy f1 tồn tại và ta tìm được f1 bằng 2. Ở đây ta lưu ý, ta sẽ thấy số 1 vào cái công thức 1 của hàm số, bởi vì công thức 1 ứng với điều kiện x bán bằng 1, cho nên khi x bằng 1 thì ta phải thay vào công thức 1. Ta ra kết quả là 2. Bây giờ ta kiểm tra điều kiện thứ hai, đó là lý mẹ vết khiết dừng về 1 có tồn tại không. Thì đối với hàm này, ta phải tính giới hạn bên trái và bên phải tại 1 do điều kiện x lớn 1, x nhỏ 1. Ta có lý mẹ vết khiết dừng về 1 cộng, 1 cộng nghĩa là x lớn 1, cho nên ta sử dụng công thức ở dưới. Ta được lý mẹ vết trừ 1 khiết dừng về 1 cộng, kết quả sẽ bằng 0. Rồi ta tính lý mẹ vết khiết dừng về 1 trừ, 1 trừ tức là x nhỏ 1, ta sử dụng công thức 1 sẽ bằng lý mẹ vết bình cộng 1 khiết dừng về 1 trừ, kết quả bằng 2. Thì ta thấy là lý mẹ vết khiết dừng về 1 cộng và lý mẹ vết khiết dừng về 1 trừ là hai kết quả khác nhau. Như vậy hàm số này sẽ không tồn tại giới hạn tại x bằng 1. Do đó ta kết luận hàm này gián đoạn tại x bằng 1. Đối với bài toán này, ta lưu ý điều kiện của hàm số ở đây là cho bởi hai công thức với x nhỏ hơn 1 và x lớn 1. Cho nên khi tính giới hạn là mình phải tính giới hạn bên trái và bên phải tại 1. Do đó, cái điều kiện thứ ba đó là lý mẹ vết khiết dừng về 0 bằng mẹ vết 0. Ta có thể viết tương đương lại, đó là lý mẹ vết khiết dừng về 0 cộng bằng lý mẹ vết khiết dừng về 0 trừ bằng mẹ vết 0. Thì nếu như mà ta căn cứ vào cái biểu thức này để xét tính liên tục, thì trong bài toán này khi ta nhìn vào f1 và lý mẹ vết khiết dừng về 1 cộng thì ta thấy hai kết quả này khác nhau, cho nên từ đây ta cũng có thể kết luận là hàm số gián đoạn tại x bằng 1 chứ không phải là tính lý mẹ vết khiết dừng về 1 trừ nữa. Nhưng mà không phải bài nào mình cũng gặp may mắn khi tính lý mẹ vết khiết dừng về 1 cộng là ra kết quả khác f1, cho nên thông thường là ta cũng phải tính lý mẹ vết khiết dừng về 0 cộng và lý mẹ vết khiết dừng về 0 trừ, rồi ta mới so sánh hai kết quả này với nhau. Bây giờ ta đi vào phần 2, hàm số liên tục trên một khoảng. Định nghĩa thứ hai, hàm số y bằng fx được gọi là liên tục trên một khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó. Hàm số y bằng fx được gọi là liên tục trên đoạn AB nếu nó liên tục trên khoảng AB. Và lý mẹ vết khiết dừng về A cộng bằng F A, lý mẹ vết khiết dừng về B trừ bằng B. Nghĩa là gì? Nghĩa là một hàm số mà muốn liên tục trên khoảng thì nó phải liên tục tại tất cả mọi điểm của khoảng đó.
và một hàm số nếu muốn liên tục trên đoạn AB thì nó phải liên tục trên khoảng AB đã và phải liên tục bên phải tại A, liên tục bên trái tại B. Đối với hàm số liên tục trên một khoảng, ta có cái nhận xét sau. Đó là đồ thị của hàm số liên tục trên một khoảng sẽ là một đường liền trên khoảng đó. Ta nhìn vào hai đồ thị sau. Đồ thị ở hình bên trái là đồ thị của đường Padawan y bằng x bình. Thì ta thấy cái hàm số y bằng x bình là nó liên tục trên khoảng trừ 2 đến 2. Cô lấy cái khoảng là trừ 2 đến 2. Còn đồ thị của hàm số bên phải, hàm này là hàm cho bởi hai công thức. Công thức thứ nhất là x bình cộng 1 nếu x nhỏ hơn bằng 1, và công thức thứ hai là x trừ 1 nếu x lớn 1. Thì hàm số này là không liên tục trên cái khoảng trừ 2 đến 3. Cô sẽ cái khoảng trừ 2 đến 3. Vì sao? Bởi vì tại điểm x bằng 1, đồ thị bị đứt đoạn, tức là nó không phải là đường liền, nghĩa là nó gián đoạn tại x bằng 1. Như vậy ta lưu ý, đồ thị của một hàm số liên tục trên một khoảng thì nó phải là một đường liền trên khoảng đó. Ta đi vào phần 3, một số định lý cơ bản. Định lý 1. Định lý 1 có hai nội dung. A. Hàm số đa thức là liên tục trên toàn bộ tập số thực R. Như vậy ta lưu ý hàm đa thức là liên tục trên toàn bộ tập số thực R. B. Hàm số phân tích hữu tỉ, tức là thương của hai đa thức, và các hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng xác định của tập xác định của chúng. Tiếp tục ta có cái định lý thứ hai. Giả sử y bằng f(x) và y bằng g(x) là hai hàm số liên tục tại điểm x0. Khi đó các hàm số y bằng f(x) cộng g(x), y bằng f(x) trừ g(x), y bằng f(x) nhân g(x) liên tục tại điểm x0. B. Hàm số y bằng f(x) trên g(x) liên tục tại x0 nếu g(x) không khác không. Bây giờ ta đi vào các cái ví dụ sau. Có xét ví dụ thứ nhất. Hãy xác định các khoảng mà trên đó hàm số liên tục. Câu A. f(x) bằng x cộng 1 chết bình cộng x trừ 6. Câu B. g(x) bằng 8x cộng sin x. Ta có lời giải như sau. Câu A. Trước hết, ta sẽ tìm điều kiện của cái hàm f(x). Thì ta thấy điều kiện ở đây là mẫu khác không, x bình cộng x trừ 6 khác không, giải ra x khác 2 và x khác trừ 3. Như vậy tập xác định của nó sẽ là R hiệu tập hợp gồm hai số trừ 2 và 3, trừ 3 và 2. Hay nói cách khác, tập xác định là D bằng trừ vô cực đến trừ 3 hợp trừ 3 đến 2 hợp 2 đến dương vô cực. Và vì cái hàm ở câu A là hàm phân thức hữu tỉ nên rõ ràng là nó liên tục trên cái tập xác định D theo như định lý 1 ta vừa mới học. Như vậy ta kết luận hàm này là liên tục trên các khoảng âm vô cực đến trừ 3, trừ 3 đến 2, 2 đến dương vô cực. Tương tự đối với câu B. Câu B là hàm lượng giác. Ta tìm điều kiện.
Thì ở đây là có tăng ít, như vậy điều kiện là cột ít khác không, giải ra ít khác pi trên 2 cộng k pi. Như vậy tập xác định ở đây là R hiệu đi tập hợp gồm các số pi trên 2 cộng k pi k thuộc z. Hay nói cách khác, tập xác định là gồm các cái khoảng từ trừ pi trên 2 cộng k pi đến pi trên 2 cộng k pi k thuộc z. Và hàm đây là hàm lượng giác, cho nên ta kết luận hàm số liên tục trên các khoảng trừ pi 2 cộng k pi đến pi 2 cộng k pi k thuộc z. Ta tiếp tục xét ví dụ thứ hai. Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó. Hàm f(x) được cho bởi hai công thức bằng h cộng 2 nếu x lớn bằng 1 và bằng x bình trừ x trừ 1 nếu x nhỏ hơn 1. Ta có lời giải như sau. Bước đầu tiên ta tìm tập xác định, thì đối với hàm này tập xác định cũng là r. Vậy thì bài toán yêu cầu là xét tính liên tục trên cả tập R. Ta tiếp tục làm như sau. Trường hợp thứ nhất, nếu x lớn 1 thì ta thấy f(x) là những công thức ở trên, tức là ax cộng 2. Thì đây là hàm đa thức nên rõ ràng nó liên tục trên R. Cho nên nó sẽ liên tục trên cái khoảng là từ 1 đến dương vô cực. Trường hợp thứ hai, nếu x nhỏ 1 thì f(x) là bằng x bình cộng x trừ 1. Đây cũng là hàm đa thức, cho nên nó sẽ liên tục trên khoảng trừ âm vô cực đến 1. Như vậy trên hai khoảng từ 1 đến dương vô cực và từ âm vô cực đến 1, hàm số đã liên tục. Vậy thì ta chỉ cần xét tại x bằng 1. Nếu x bằng 1 thì sao? Nếu x bằng 1 thì để xét tính liên tục ta phải kiểm tra cả ba điều kiện ở phần chú ý. Đầu tiên ta xem f1 tồn tại không, thì rõ ràng f1 tồn tại bởi vì là một thuộc tập xác định và ta tính được f1 bằng a cộng 2 thay vào công thức số 1. Công thức 1. Ta kiểm tra điều kiện thứ hai, đó là lý mẹ bất khiết dân về một có tồn tại không. Thì đối với bài này ta sẽ tính lý mẹ bích khiết dân về một cộng, dân về một cộng thì ta thấy vào công thức 1 sẽ là lim của a cộng 2 khiết dân về một cộng, kết quả là a cộng 2. Rồi ta tính tiếp lý mẹ bích khiết dân về một trừ, ta dùng công thức ở dưới, kết quả sẽ ra là 1. Bây giờ hàm số liên tục tách bằng 1 nghĩa là gì? Nghĩa là lý mẹ bích khiết dân về 1 cộng phải bằng lý mẹ bích khiết dân về 1 trừ và bằng luôn f1. Thì ta thay vào thì ta được a cộng 2 bằng 1. Điều này có nghĩa là a bằng trừ 1. Vậy ta có kết luận bài toán, nếu a bằng trừ 1 thì hàm số liên tục trên R. Còn nếu a khác trừ 1 thì hàm số liên tục trên các khoảng âm vô cực đến 1, 1 đến dương vô cực và gián đoạn tại x bằng 1. Ta đi vào phần định lý 3. Nếu hàm số y bằng f(x) liên tục trên đoạn AB và fa nhân fb nhỏ hơn không, thì tồn tại ít nhất một điểm c thuộc khoảng ab sao cho fc bằng không. Nói cách khác, nếu hàm số y bằng f(x) liên tục trên đoạn ab và fa nhân fb âm, thì phương trình f(x) bằng không có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng ab. Như vậy từ định lý này,
để chứng minh một cái phương trình Lebesgue bằng 0 có ít nhất một nghiệm nằm trong khoảng AB, thì ta cần phải kiểm tra hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là hàm số y bằng Lebesgue phải liên tục trên đoạn AB, và điều kiện thứ hai FA nhân FB phải nhỏ hơn 0. Ta đi vào các ví dụ sau. Ví dụ 1, chứng minh rằng phương trình sau luôn có nghiệm: phương trình 5x mũ 5 trừ x trừ 3 bằng 0. Ta có lời giải như sau. Bước đầu tiên ta xét hai mẹ vết là 5x mũ 5 trừ x trừ 3. Thì hàm này là hàm đa thức nên rõ ràng nó liên tục trên R. Bây giờ ta cần chỉ ra cái đoạn AB mà thỏa mãn điều kiện là hàm FX này liên tục trên đoạn AB, đồng thời FA nhân FB nhỏ hơn 0, thì ta sẽ kết luận phương trình FX bằng 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng AB. Đối với bài này thì cô sẽ chọn A bằng 0, B bằng 1. Bởi vì sao? Bởi vì ta tính F0 thì ta ra kết quả là trừ 3, F1 ra kết quả là 1. Như vậy F0 nhân F1 là nhỏ hơn 0. Ta trình bày tiếp như sau. Đây là hàm đa thức nên nó liên tục trên R, do đó nó liên tục trên đường 0, 1. Ta đã lấy số 1. Bây giờ ta có F0 bằng trừ 3, F1 bằng 1, suy ra F0 nhân F1 nhỏ hơn 0, 2. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra phương trình Fx bằng 0 luôn có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng 0, 1. Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm. Ta đi vào ví dụ 2. Chứng minh rằng phương trình x mũ 3 trừ 5x cộng 3 bằng 0 có ít nhất hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng 0,2. Ta có lời giải như sau. Đầu tiên ta xét hai mẹ vết bằng x mũ 3 trừ 5x cộng 3. Bây giờ ta muốn nó có hai nghiệm trong khoảng 0,2. Vậy ta phải chia khoảng 0,2 thành hai khoảng nhỏ. Mà trong mỗi khoảng như vậy nó có ít nhất một nghiệm. Vậy thì trong khoảng 0,2 nó sẽ có ít nhất hai nghiệm. Thì khoảng 0,2 này cô sẽ chia thành khoảng 0,1 rồi 1 đến 2. Vì sao? Bởi vì khi ta tính F0 thì nó ra dương, F1 nó sẽ ra âm, F2 ra dương. Như vậy trên cái khoảng 0,1 thì F0 nhân F1 âm, trên khoảng 1,2 F1 nhân F2 âm. Cho nên theo định lý ta sẽ kết luận được. Như vậy ta tiếp tục làm như sau. Đây là hàm đa thức nên liên tục trên R, do đó nó liên tục trên đoạn 0,1 và 1,2. Ta có F0 bằng 3, F1 bằng trừ 1, F2 bằng 2. Suy ra F0 nhân F1 nhỏ hơn 0 và F1 nhân F2 nhỏ hơn 0. Như vậy từ 1 và 2 ta suy ra Fx bằng 0 luôn có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng 0,1 và ít nhất một nghiệm thuộc khoảng 0,2. Do hai khoảng này rời nhau cho nên ta kết luận bài phương trình đã cho luôn có ít nhất hai nghiệm thuộc khoảng 0,2. Bây giờ ta đi vào phần bài tập trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, cho hàm số y bằng Fx có đồ thị như hình vẽ. Hỏi hàm số giãn đoạn tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu? Câu A x bằng trừ 2, câu B x bằng 1, câu C hàm số không bị giãn đoạn, câu D x bằng 2. Thì đối với câu này ta nhìn vào hình vẽ, ta thấy đồ thị bị đứt đoạn tại điểm x bằng 2. Như vậy rõ ràng hàm này sẽ giãn đoạn tại x bằng 2. Cho nên ta chọn câu D.
ta đi vào câu hỏi số 2. Cho hàm số y bằng f(x) bằng 2x trên x bình trừ 1. Kết luận nào sau đây đúng? Câu A, hàm số f(x) liên tục tại x bằng trừ 1. Câu B, hàm số f(x) liên tục tại x bằng 1. Câu C, hàm số f(x) liên tục trên các khoảng âm vô cực đến trừ 1, trừ 1 đến 1 và 1 đến dương vô cực. Câu D, hàm số f(x) liên tục trên R. Thì đối với hàm này, ta thấy hàm này là hàm phân thức hữu tỉ, cho nên theo định lý 1 thì hàm này sẽ liên tục trên tập xác định của nó. Vì vậy, bước đầu tiên ta sẽ tìm tập xác định. Điều kiện của bài này là x bình trừ 1 khác 0, như vậy x khác cộng trừ 1, tập xác định sẽ là âm vô cực đến trừ 1 hợp trừ 1 đến 1 hợp với 1 đến dương vô cực. Cho nên hàm này sẽ liên tục trên 3 khoảng thuộc tập xác định. Do đó ta sẽ chọn kết quả là câu C. Câu hỏi số 3. Tìm M để hàm số sau liên tục tất bằng 3. Y bằng f(x) bằng x bình trừ 2 trừ 3 chia trừ 3 nếu x khác 3 và bằng 4x trừ 2m x bằng 3. Thì đối với bài này ta phải kiểm tra cả 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là f(3) thì rõ ràng là tồn tại. f(3) ta thay vào công thức thứ hai, ta tính được là bằng 12 trừ 2m. Điều kiện thứ hai, ta tính lý mà tích khích dân về 3 thì nó có dạng là 0 trên 0. Vì vậy ta phân tích tử thành tích sẽ là x trừ 3 nhân x cộng 1. Rồi còn x trừ 3 ta tính giới hạn, kết quả sẽ ra 4. Và điều kiện thứ ba đó là lý mà tích khích dân về 3 phải bằng x 3. Như vậy ta được là 4 bằng 12 trừ 2m. Ta suy ra m bằng 4. Như vậy ta chọn câu A. Câu hỏi thứ tư. Phương trình 3x mũ 5 cộng 5x mũ 3 cộng 10 bằng 0 có nghiệm thuộc khoảng nào sau đây? Câu A, trừ 10 đến trừ 2. Câu B, trừ 2 đến trừ 1. Câu C, trừ 1 đến 0. Câu D, từ 0 đến 1. Thì đối với hàm này, ta sẽ xét hàm f(x) là bằng 3x mũ 5 cộng 5x mũ 3 cộng 10. Khi ta thay số trừ 10 và số trừ 2 vào hàm f(x) thì ta được kết quả là âm. Vì vậy, câu A không thỏa mãn. Câu B, f của trừ 2 âm, f trừ 1 dương. Như vậy f trừ 2 nhưng f trừ 1 nhỏ không. Và rõ ràng hàm f(x) này liên tục trên đoạn trừ 2 trừ 1. Vì vậy phương trình f(x) bằng 0 sẽ có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng trừ 2 trừ 1. Vậy ta chọn câu B. Còn hai câu còn lại khi em thấy trừ 1, 0 và 1 vào hàm f(x) thì ta đều được kết quả là dương. Vì vậy câu C, câu D không thỏa mãn. Câu B. Về nhà, các em làm cho cô các bài tập B1, B2, B3, B6, trang 141 sách giáo khoa. Các em làm rồi gửi bài tập qua cả trang của nhóm mà cô sẽ kiểm tra để chấm bài. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở các tiết sau.